Thằng Mến nè, thằng Mến ngon lắm nào. Đầu tháng 9 á, đầu tháng 9 á trời mưa ha. Mưa cái đấy báo hiệu cái cảnh tối tới ha. Nó buồn ha. Bánh ngon nè. Bánh đèn sáng. Ông ăn bánh thì ông lý luận cho tôi nghe coi. Sao? Lý luận nghe là bánh này bị gì? Không, bánh ngon. Bánh tráng có nước cốt dừa nướng ngon. Không béo à? Ừ. Uống nước rồi nhờ. Nói đi đi. Nói đi đi. Béo. Uống nước khổ. Không có khổ. Biết tô à, lá sen là nó ổi luôn. Thì trời, lâu lâu ngồi uống trà ăn bánh nói chuyện tôi nghe con tết kìa. Cái cửa chưa mà nóng lên thôi kệ thôi. Cái tình thương của Đức Phật á, thương chúng sanh vô bờ bến không. Nhưng mà rồi á, nếu đời này cái không có tình thương nào mà không đau khổ á, vậy thì Đức Phật thương chúng sanh vô bờ bến thì Đức Phật có đau khổ không? Không. Lý do đồng phân tích tôi nghe nè. Tình thương hết phát xuất từ lòng từ bi cho nên không đau khổ. Mình tình thương của mình không có xuất phát từ từ bi, cũng có nhưng mà ít thôi, không có nhiều nên mình đau khổ. Mà nếu nó làm từ bi á chưa đủ á nha, còn trí tuệ nữa. Được tự bi đấy, vẫn còn thương, vẫn còn cảm, vẫn còn thương. Cái điều hay nhất cái người tu đó là nó hạnh phúc nhất á. Nhưng mà nếu không trân trọng hạnh phúc đó là uổng ha. Thứ nhất là nó không có những cái dây mơ rễ má. Rồi như ông nó về cái kẹt ha, muốn tôi muốn gì vậy nó cũng là lỡ làng phải không? Thật sự ra mà muốn buông bỏ được không phải chuyện dễ dàng, một sớm một chiều. Mình tạo rồi mình bỏ cho ai, phải không? Mà mấy thầy đi tu mà chưa có vướng bận gì là đúng là một cái điều mà rất hạnh phúc. Cũng chưa hẳn. Cái là người đời nó còn chối buộc về thân. Nhưng mà nhiều khi tâm nó giải thoát. Còn người tu cái thân nó giải thoát nhưng mà tâm bị chối buộc. Cũng có... Có thể ra. Không, giờ chưa nói tâm thì xa về đó cái hiện tại. Ví dụ cái trách nhiệm mình chưa có tạo ra, gọi là nhân duyên chưa sanh á, thì coi như mình đỡ trách nhiệm một chút. Vì mình đâu có là tạo gì đâu có trách nhiệm. Một khi mình có tạo cái khác cái ra cái duyên mới thì nó sẽ nảy sinh bao nhiêu cái việc. Em cứ ngồi suy nghĩ những người tu á mà họ không vượt qua được cũng tội họ chứ, họ thấy đáng thương chứ đâu đáng giận đó. Đấy, chứ nhiều khi tôi nghĩ đó, giống như một khi mà mình vượt qua được cái gì rồi mình nhìn đã lại thấy người ta chưa vượt được mình thấy thương lắm. Nếu đó cái lòng từ bi thật á, nhiều khi tôi suy nghĩ thật sự vậy, nhưng mà điều có cái mình đó, nó không giữ được cái trạng thái đó lâu. Tôi nhìn kỹ lại ra những ai mà cầm nịch đó họ khổ lắm, mình giữ được không lâu. Như mình đã gọi là nãy hốt giác như hốt mê. Mình còn cái gì đó
Minh Đệ ngồi xét lại có giờ biết bao nhiêu người hiện giờ họ đang sống trong cái tâm trạng buồn giận lo sợ nơm nớp đau khổ từng khát na. Mình về là mình thấy mình hạnh phúc hơn người nhiều, phải không? Nhưng mà nếu mình không biết tu thì mình không dừng nữa, bắt đầu đang hạnh phúc thì đang ngồi bánh trái có nước trà sung sướng tới mồ, không hoài quả phải đi kiếm đồng tiền. Cho nên thực sự mình bảo mình mà ngồi lại với cái phút giây hiện tại á, nó không phải dễ ngồi đâu. Ai sống được hiện tại. Thế là sao tôi kết thúc, có những lúc tôi muốn trầm lặng một mình vậy đó. Ngồi mình nhìn hoa rơi lá rụng. Thế là biểu ngữ thiền minh giai đạo lý, xương đầu diệp lạc thủy thiền na, cái tiếng chim kêu, cái tiếng suối chảy là đạo lý. Thấy xương rơi lá rụng là thiền na. Nước này sao không ạ? Ừ. Lát sen nè, tía tô nè, rau quế nè, rồi đảo ấy nè. Mùi Huế là nhiều, nồng hơn mấy mùi khác. Không. Rồi mùa hè nó trồng nhiều xong rồi phơi khô. Phơi khô. Mà bây giờ mình pha nước mình uống tốt hơn là mình ăn sống tốt hơn. Ăn sống. Mình ăn. Nhưng mình ăn. Nó cũng tùy. Mà lấy già, lấy cọng già nó cô động hơn. Cái trắng nó tốt hơn. Mình ăn sống thì mình thường thấy lá độc non. Nên khi mình ăn rau, mình ăn lọc ngon rồi không à? Nó có chắc gì đâu, tại sao tôi thích ăn cái cọng già già. Cái lúc mà tâm mình nó không có bận á, không có bận nhơ á, không có nhiễm trần á, mình nhìn thấy cái gì mình cũng thấy thương hết á. Nhìn thấy ai cũng có thương nữa. Và lúc mà tâm mình nó bận nhiễm trần rồi là nhìn thấy ai cũng thấy nghiệp lực hết rồi. Đúng ra nghiệp đúng thanh thì mỗi người mỗi nghiệp. Nhưng mà thí dụ cái tâm mình nó bận nhơ, thì mình nhìn thấy cái tâm họ bận nhơ. Cái chuyện mà đưa ra ông Tô Đông Pha giống Phật Ấn á, chuyện nó hay á. Người ta Đông Pha ngày lúc nào mình cũng tự hào là ổng là một người, một ông quan, một ông trí thức. Mà tại sao mà Phật Ấn là một thầy tu bần cùng, nghèo khổ, rách rưới, ăn mài, ăn xin mà được mọi người tôn trọng? Cho nên cái sự ganh tị lúc nào cũng có. Cái bữa đó ông Phật, ông Tô Đông Pha, ông qua Phật Ấn. Cái thấy Phật Ấn đang ngồi thiền. Ông Phật Tổ Phật Ấn đang ngồi thiền. Cái ngày Phật Ấn nói tới ông Pha thôi, anh mời Đại Quang cùng ngồi thiền với tôi đi. Ông này cũng ngồi. Nhưng mà cuối cùng gì? Ông nhớ ngồi thiền đó không? Yeah. Nhớ không? Nhớ vụ gì? Thì ông Tô Đông Pha hỏi ngài Phật Ấn là anh thấy tôi ngồi thiền sao? Thì ngài Phật Ấn nói ông ngồi thiền như Phật, tướng ngồi như Phật. Dạ. Ông đắc ý. Đó là một giai thoại đó, một đơn giản khởi. Khởi cái lệch một cái mục tiêu thôi là sai một dặm, thấy không? Đôi khi ông này ông tự cao, ông thấy ông ngoài Phật Ấn
mặc áo nâu giống như cái bãi phân bò. Là phải cái ý mình sai một ly. Cho nên vậy cho nên Đức Phật nói ngươi, các ngươi chớ cái tin cái ý của các ngươi khi các ngươi chưa chứng thánh quả. Thì cái ý mình thật sự ra đừng tưởng nó là trúng nè. Nên đúng ra tôi chuẩn bị tôi giảng lại cái trang trên Phật một câu đồ. Mấy lần trong nhà thiền đưa ra 10 bức tranh trang trâu cũng ý nghĩa lắm không? Nghĩa sâu lắm. Khi mà mất trâu, rồi đi tìm trâu, rồi thấy cái dấu vết trâu, thấy cái bóng con trâu, rồi xỏ mũi con trâu, rồi dắt con trâu trở về, rồi huấn luyện con trâu, rồi cuối cùng cởi trâu, rồi cho trâu thông dong đi vào chợ. Khó khăn lắm, chứ không phải chuyện dễ. Cho nên á, Phật pháp có nhiều người nghe mà bị lầm, lầm tưởng là học không bao nhiêu, rồi cái mình coi như là bị gọi là cái gì đó giống như học sữa đó, nít mình uống sữa mẹ, bú sữa mẹ nó ọc sữa đó. Nghe được vài câu tưởng nó đã đủ cả đời học. Suy nghĩ ra sao càng học tôi càng đọc lời Phật dạy. Nhưng mà thấy không? Tôi nghĩ nè, Đức Phật nói câu giờ này tôi càng ngày tôi mới càng thấm. Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Mình tin Phật, mình quý Phật, mình không hiểu được Phật là cái gì, không hiểu được Phật là phỉ báng Phật rõ ràng đó. Cái gì cũng ca ngợi Phật, đấng Thế Tôn, đấng Chí Tôn, đấng Vô Thượng Năng Nhân, đấng Chánh Đẳng Chánh Giác, đấng Thiện Thệ, đấng Thế Gian Giải, đấng Vô Thượng Sĩ, đấng Điều Ngự Trượng Phu kia mà mình tôn sùng Ngài. Chỉ có hiểu được Ngài thôi là điều khó vô ngần đó chứ. Mà hiểu được Ngài cuối cùng có gì đâu. Hiểu cho kỹ là có gì đó. Ngài bằng cái tâm không, mình hòa đồng được cái tâm không với Ngài nó khỏe. Mà thật sự không hiểu được là sao, mình không hiểu được là sao mình thành Phật được rồi. Mình không hiểu được sao mình tu được là thành Phật được. Mình chắc quá làm sao mình đạt được cái tâm không. Cái gì cũng chấp, cái gì cũng dính mắc hết, sao không đạt được cái tâm đó. Đạt không nổi. Ở đây cuối cùng Phật có buồn không? Khó chứ. Phật có vui không? Khó chứ. Phật có hỷ nộ ai cụ ai ấu? Có hết, Phật đều có hết. Nhưng mà có cái là Ngài không có vướng mắc, Không có đau khổ. Thật sự Ngài có hết á. Nhưng nếu mà không có thì không phải là có hết. Tất cả bởi vì Ngài tam thân mà. Một khi đã có báo thân thì có những thứ như người trần tục hết rồi. Nhưng mà thằng Ngài không có đau khổ. Chưa nghĩ ông bà chưa đâu có được mà làm bánh mà nó máy móc thì không ở ngoài ra nó có cái chốt nè. Cái chốt này nó phải đi chung với nhau, làm sao mình để tay mình đẩy nó vô rồi cho cái chốt này hai cái nó vô cùng một chỗ nó không vô được sao. Rồi nè, nó có chốt nè, nó nhét cái này vô cây phía đây nè, nhét vô dặn nó qua hả, để nhét chúng đẩy. Đó, nó
nghe cái đó là giờ 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 này là bật kéo nhẹ một nấc thôi là nó phải chậm, còn muốn nhanh thì kéo kéo từ từ lên là nó chạy nhanh, kéo nó thôi đó. Rồi bắt đầu cái này mới hạ lên hạ xuống, hạ lên đó, hạ lên hạ xuống, rồi muốn nhanh nữa thêm nấc nữa, rồi chờ mình cho chậm nha nha. Rồi mình cứ hạ lên hạ xuống cho nó đều. Đào tính thêm nghề bánh bao á hả? Tôi gặp là biến quá. À, để dầu dữ vậy. Cái đầu dữ vậy.
lâu làm thì là còn biết coi nó dẻo hơn nó thế thì là bắt đầu la đánh thấy mờ và có máy là khỏe không? Được rồi đó, nó quay nhiều đâu cần quay nhiều. Mình nhảo rồi. Chắc chắn mình nhảo rồi. Thấy là biết nhảo rồi. Bánh bao cái hiệu con gà trống á, đó, gà trống với con gà mái rồi đó, nó mới làm ngon nhất. Vĩnh Thuận nó không bằng. Bắt đầu nay mùa tâm thị ơi, nay trời mưa, nay được đám mưa, thấy mùa thu tới đông về. Từ hôm nay nóng gần chết, bữa nay được đám mưa lớn á. Cây cối mừng quá, tự nhiên nó tối xuống. Người tính ông bạn là bánh bao. Nói cái cuộc đời không bao giờ mà hay được hạnh phúc nha. Hồi nào đó trời ơi, biết đâu buổi trưa mà mình được nằm trong phòng lạnh rồi mình ngủ chắc sướng lắm. Tới bây giờ được vậy rồi nãy nằm nó nhức mình gần chết vậy đó. Ha. Vậy Đức Phật nói đúng, sanh già bệnh chết khổ, sanh là khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Giờ nằm trong phòng lạnh thì nó nhức mình. Thế là đi thang ngõ leo lên xe là buồn ngủ. Mà ở nhà có ngủ được đâu. Sao kỳ á, leo xe là ngủ chết cũng sống rồi đó. Nhà giờ cho tôi ngủ được đâu. Rồi đó làm sao nữa, đem ra cán rồi hả? Thế là cái cục cột người ta lấy cái này là cái cục tròn tròn đó, cái nó cán rồi nè, cái cán bánh hồng tôm rồi đó. Được rồi đó. Nên là tính là ông tập làm bánh bao. Mấy thầy kia chuẩn bị làm bánh dẻo. Bà lấy cái súng cho làm bánh rồi bán đi. Bán rồi làm giàu, làm giám đốc.
đây. Từ từ. Từ từ. Ủa nó đâu 15 phút hay gì phải không? 15-30 phút gì đó. Cho nên cái bọt có nổi nở ra. Y như đây là cái giờ thấy mấy ông giống y như thầy tôi bằng tuổi mấy ông, thái làm này thái làm kia, bây giờ thì cái ăn cũng thái đừng có chứ làm là mà biến gì đâu á. Trời mưa thì mấy cái ớt nó sẽ tốt á bên đó. Ớt nó tốt rồi nó trái ăn để dành ăn cho tới năm tới. Năm rồi quá trời cho tứ lung tung, năm nay không có ớt ăn. Ra chợ mua nó mười mấy đồng một phao ớt ở trong. Yeah, được.